Chào mọi người đã trở lại kênh chia sẻ về các kiến thức giàu nhất của mình. Chủ đề hôm nay mình sẽ tiếp tục các cái sản phẩm của Sell. Vì Sell là mình hay bán và bên mình là phân phối trực tiếp chính hãng của Sell. Thì sản phẩm hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là Sell Garrett S2V150C3. Thì mỡ này là một mỡ đa dụng chịu cực áp chất lượng cao và nó dựa trên gốc dầu khoáng có chỉ số đồng nhất cao và chất lầm đặc là lithium, và cũng như chứa các cái phụ gia tiên tiến chống ăn mòn và chống mài mòn tuyệt vời. Tính năng và lợi ích của cái mỡ này là như là sau: độ ổn định cơ học tuyệt vời, tính chất cực áp được tăng cường và khả năng bảo vệ chịu tải cao, khả năng chống nước tốt, độ bám dính trên bề mặt cao và thời gian thay mỡ có thể kéo dài lên tới 60.000 km, cũng như khả năng bảo vệ ăn mòn hiệu quả. Thì mỡ này được ứng dụng cho các cái ngành chính như sau: thứ nhất là dùng để bôi trơn cho các ổ bi chịu tải nặng trong công nghiệp và phù hợp với các cái ứng dụng như là ổ bi của bánh xe ô tô hoặc là băng tải, con lăn và ổ bi côn. Thì đó là một số chia sẻ về cái mỡ Sell Garrett S2V150C3 cho bạn. Bạn nhớ like và subscribe kênh giúp nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.